Video này được quay tại shop cá cảnh Beta Coffee. Các cảnh quay sau đây được thực hiện bởi chuyên gia và những người có kinh nghiệm chăm sóc động vật. Đây là dàn hồ cá có các vách ngăn vừa giúp cá Beta vui vẻ khi thấy nhau vừa bảo vệ chúng. Ở đây, chúng tôi đang trưng bày và giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp nghệ thuật của loài cá Beta. Bên cạnh đó, video này là cảnh chúng tôi đang nghiên cứu về tập tính, thói quen và hành động của loài cá Beta khi chúng thấy mặt nhau nhằm cung cấp kiến thức cho người xem về loài cá này. Qua đó người xem có thể thấy được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của loài cá Beta. Khi nuôi cá này, bạn cần hồ kính có vách ngăn như trong video của chúng tôi để mang đến môi trường sống tốt nhất cho loài cá Beta. Các cảnh quay sau đây sẽ minh họa và hướng dẫn bạn cách nuôi và chăm sóc cá Beta tốt nhất. Chúng sẽ cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và vui vẻ khi bạn nuôi cá Beta giống như trong video của chúng tôi. Quay mini game lồng cầu 144 mọi người đã coi. Hôm nay anh sẽ là người may mắn trúng thưởng nha. Rồi. Gà luôn rồi mọi người ơi. Số 86 nha mọi người, ai bình luận số 86 là người trúng thưởng ha. Tục em lên cho mọi người là mini game 145 nha mọi người. Mini game hôm nay em lên cho mọi người là con phân si cam Cooper Rusita ha. Mọi người thấy bộ phận con này quá dữ không? Hôm nay lên giọng thứ dữ cho mọi người luôn nha. Nhưng mà em này hơi tiếc chút xíu là em bị thiếu màu bằng phần đuôi ha. Nếu mà con này mà nếu anh em nào bị biết dưỡng cá ha, mình dưỡng có thể là nó lên full màu luôn nha mọi người. Form thì cực kỳ tốt rồi. Nếu anh em mà muốn sở hữu con này, mọi người cứ bình luận từ số 01 cho tới số 90 ha, bên em sẽ công bố kết quả vào mini game sau ha mọi người. Con này thì tầm khoảng cỡ chừng là 3 cm rưỡi nha mọi người, 3 cm rưỡi, gần 3 cm rưỡi ha. Mọi người chào mọi người đến với đợt cá Beta Coffee đợt cá ngày 28 tháng 10. Mọi người, cá hôm nay là đồng giá là 39k một con, trong phía trước mang phía sau ha. Dòng đầu tiên đây là dòng Colgate Galaxy nha, phía sau nó cũng là con Colgate Galaxy luôn, nhưng mà mọi người sẽ thấy là cái nền sau con sau thì nó sẽ thêm cái màu lách luôn ha, màu đen vô nha. Còn con nền con trước nè cực kỳ đẹp luôn, nền con trước rất là đẹp, nhưng mà có điều cái đuôi mọi người sẽ thấy là cái form của nó thì cái phần mọi người sẽ thấy phút cái đuôi đây nè, nó không được phân bích, nó hơi bị nhích chút xíu ha. Đó, cho nên nó nằm ở giá này nha. Tại vì cái nền quá đẹp luôn, miễn mà form mà ok hơn thì giá sẽ cao hơn ha. Nền rất là sáng luôn nha. Rồi mình qua cặp tiếp theo ha. Đây là dòng Fancy Yellow Cooper nha mọi người. Thì cái con này mọi người sẽ thấy là nó giống cái con hôm qua nè. Hôm qua 60 em quay ha. Đó, giống rất là đẹp luôn. Form cực kỳ tốt luôn. Nhưng mà có điều mọi người sẽ thấy nhìn kỹ lại, mình nhìn thật là kỹ luôn ha. Thì cái đuôi con này nó hơi bị cong ha, nó hơi bị cong nha mọi người, nó hơi bị cong, có nhiều người là có nhiều anh em gọi là bị gãy á, đó. Nói chung là bị gãy nhưng bị cong nhẹ, cho nên mọi người sẽ không thấy được cái khuyết điểm của nó hay không thấy rõ được khuyết điểm của nó ha, cho nên bên em vẫn bán cho mọi người là giá là tầm trung cho mọi người chơi ha, tại vì cái màu quá chuẩn rồi, form cũng quá tốt luôn, mọi người cũng nhìn thấy ha. Phía sau nó là con mái phân si ghét ha, bông phân đen, đó, nửa bông phân đen ha. Phơ mọi người sẽ thấy là Cooper của con trống nhìn thấy rất là sáng luôn. Rồi kế tiếp đây là dòng phân si ghét Cooper nha. Phân si ghét Cooper, nền Cooper trắng xám nha mọi người. Cooper trắng xám nha. Thì con này mọi người cũng nhìn thấy là cái phơ nó cũng rất là tốt luôn. Nhưng mà cái phần gần đầu của nó mọi người, phần ở dưới gần bụng ha, thì nó hơi bị thiếu màu chút xíu. Nói chung là cái này thì nó cũng sẽ lên dẫn lên nữa nha mọi người, nó thường tùy theo mà anh em nào có dưỡng cho ăn nhiều chất dinh dưỡng hay là mình biết nuôi dưỡng nha mọi người, nó sẽ lên màu lại ha. Rồi phía sau nó là con mái của dòng chung dòng với nó luôn, mà con sao thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ là thân nó sẽ lai thêm thân đen, thân bông đen nhẹ nữa ha. Rồi mình qua cặp kế tiếp nha. Đây là con Dumbo White nha mọi người, Dumbo White màu trắng nha, full trắng luôn. Ở con này thì mọi người sẽ thấy là form ok, tay thì nó vừa thôi chứ không to lắm mà cũng không nhỏ lắm nha mọi người. Con này tại sao nó lại nằm giá này, tại vì Dumbo White bây giờ giá hiện tại nó đang giữ rất là cứng nha mọi người, không được giảm giá ha. Con này thì tại vì nó mọi người sẽ thấy là nó hơi bị lem đỏ nè, thứ nhất là hơi bị lem đỏ, thứ hai là con mắt nó hơi bị đục nha mọi người. Mấy cái con mà mắt nó bị đục gì là nó do ảnh hưởng là do chị mắt đục ha, chị mắt đục rồi chị rồi nhưng mà hết rồi nhưng mà vẫn còn bị ảnh hưởng nhẹ chút xíu ha, đó, cho nên mắt nó hơi bị đục nha mọi người. Hoặc là có con thì nó sẽ bị lây theo cái dòng mà thân trắng nhiều quá nên nó đục lây sang mắt luôn ha. Phía sau nó là con Conimo Galaxy lên full màu nha mọi người, rất là đẹp luôn. Rồi kế tiếp đây là dòng Dạ Quang, đây mọi người có thấy con nào như vậy chưa, Dạ Quang
Dạ quang lách lu nha. Đó. Là phối thêm cái viền mà xanh đen ha, viền xanh đen rất là đẹp luôn. Full thân dạ quang. Full thân dạ quang thịt luôn ha, không bị lem màu phía trong. Nó chỉ lai viền thôi, viền dưới đuôi thôi ha. Đó, rất là chuẩn luôn. Con này á, mà miễn mà nó form nó sẽ to hơn xíu, tầm khoảng cỡ chừng 4 xăng thì bên em sẽ bán giá cao hơn ha. Nhưng mà thôi, thấy con này form cũng hơi mini. Form cũng hơi mini chút xíu cho nên bán để giá này cho mọi người săn hàng ha, săn hàng đỉnh nha, hàng độc nha. Nói chung là con này hiếm lắm nha mọi người. Đó. Dạ quang lách lu ha. Đó, mọi người sẽ thấy không? Không bị lem viền luôn nha, không bị lem hăng luôn ha. Phía sau nó là con mái dạ quang phân si chung dòng luôn. Dạ quang chung dòng luôn ha, nhưng mà con phía sau thì nó chỉ lan, nó bị lan hăng, mái phía sau bị lan hăng đen rồi, lon đen hăng rồi. Còn con này là không bị lon đen luôn nha. Đó, kè rất là dữ luôn. Con này thì tầm khoảng có chừng 3 xăng hơn xíu thôi nha mọi người. Đó, thì em hướng dẫn mọi người cái cách mà đo xay cá lại luôn nha. Cái con cá nè, cái ô cá này nè, cái ô cá bên em đang quay nè ha, từ đây đến đây là 7 xăng. Mọi người nhắm chừng con cá khoảng bao nhiêu, nhắm chừng hai cá bay ngang mà nhắm chừng khoảng bao nhiêu xăng thì mọi người từ đầu đến đuôi ha. Giống như em nhắm chừng con này nè, đó là 3 xăng hơn chút xíu thôi. À, gần giữa hồ ha. Rồi, kế tiếp đây là con coi ghét galaxy đó. Con này thì giống con nãy nè mọi người đó, cái đuôi nó hơi bị xấu chút xíu ha, cái đuôi với cái vây dữ vây dưới nè, vây dưới gần đuôi ha, bị xấu chút xíu nhưng mà cái màu cực kỳ đẹp luôn, rất là đẹp luôn ha. Phía sau nó là con mái coi luôn, coi ghét galaxy luôn. Rồi kế tiếp nha, đây mới tìm tòi lục lọi được cho anh em cái gầm đỏ nè. Có nhiều anh em hỏi về cái dòng gầm đỏ lắm nha. Đó, mới kiếm được một cặp ha, một cặp, nhưng mà phơm con này thì là phơm xây còn tơ nha mọi người. Còn nhỏ, nói chung là nhỏ, không nhỏ lắm, cũng phải, nói chung là cá nhỏ bên em dữ lắm cũng phải cỡ chừng 3 xăng trở lên ha, chứ không có nhỏ lắm thôi mọi người. Xây con này phơm tròn rất là đẹp luôn, đuôi cũng cực kỳ đẹp luôn. Hăng thì hăng trắng full luôn nha, không lai, không bị lan màu. Viền thì đỏ cực kỳ đậm. Phía sau nó là con mái chung dòng luôn đó, gồng đỏ luôn nha mọi người. Cho nó kẹn cái cho mọi người xem ha. Kỳ quá, để hồi em quay cho mọi người xem nha, giờ nó bị chưa chịu kè rồi. Rồi, kế tiếp đây là con coi dạ quang ha mọi người, con này lên đốm cực kỳ nhiều luôn. Đó, lên đốm rất là đều ha, lên nhiều màu luôn ha mọi người. Đó, con này thì giá trị của nó cũng rất là cao ha. Nhưng mà nó đang cũng nằm xây tầm khoảng có chừng 3 xăng ha, phía sau nó là con mái chung dòng luôn. Mái phía sau thì nó ha, nó có chung cái màu copper đó mọi người. Đó, nó có chung màu copper nữa ha. Mái phía sau thì nó có thêm màu copper nữa. Hôm qua em lên con 60 mà lên màu coi demo dạ quang mà lên màu cũng cực kỳ đẹp luôn. Có nhiều anh em thích lắm, hỏi mà hết hàng ha mọi người. Đó, hiếm lắm mà mọi người biết săn hàng nhanh thì mới săn kịp ha. Nè, nó kè nè mọi người. Đó, phơm quá dữ luôn nha. Mấy con này kỳ đó, lúc quay thì nó không chịu kè, lúc đi thì nó mới kè. Rồi, mình qua cặp tiếp theo ha. Hồi nãy có gồng đỏ rồi thì giờ tiếp tục có gồng vàng ha. Đó, gồng vàng form 39k thì xây đang ở xây chung ha, to dừa nha. Thằng thì già trắng cũng rất là trắng ha, full dãy luôn. Đó, không bị thiếu dãy ha. Viền vàng thì rất là đậm. Phía sau là con mái chung dòng luôn. Giống như mái nha. Rồi, mình qua cặp kế tiếp. Đây là dòng Dumbo Hatmoon White. Đó, Dumbo Hatmoon White ha. Thì cái con này thì tại vì do đuôi nó còn nhỏ. Đuôi phơm nó còn hơi nhỏ xíu, với đuôi nó còn nhỏ cho nên nó nằm ở giá này ha mọi người. Chứ bình thường là đuôi bự ăn hơi chút to chút xíu là sẽ nằm giá cao hơn ha. Phía sau đó là con mái chung dòng, mái này đẹp nè, con mái đẹp nè, phơm đẹp cực kỳ trắng luôn, hăng rất là trắng ha. Rồi kế tiếp hôm nay em lên cho mọi người ba con Hatmoon nha. Hôm qua thì lên con Hatmoon cũng nhiều, hôm nay cũng lên ba con Hatmoon cho mọi người luôn. Hatmoon ghét ha, Hatmoon ghét. Đó, đuôi rất là to luôn, to hơn con hồi trưa luôn, mọi người cũng thấy ha. Đó, mọi người cũng để ý giùm em ha. Rồi nó đỏ rất là đậm từ đầu cho tới đuôi luôn, hai bên tay bơi nó đỏ đậm luôn nha mọi người. Đó. Rồi phía sau nó là con mái dòng con mái của cái dòng Hatmoon Samurai, Hatmoon đuôi đỏ ha. Đó. Mãi ra đây
Rồi mình qua cặp tiếp theo ha. À, đây là con trống phân si với lô ha. Con này thì sẽ là lai 2 màu 7, đen xanh. Đen xanh mọi người, màu viền đuôi cũng rất là đẹp luôn. Chia đuôi cũng rất là đều ha. Đó, con này màu vàng, nền vàng cũng rất là sáng luôn. Nhưng mà mọi người thấy là cái đuôi nó hơi bị sụn chút xíu mọi người. Đó ha. Đó, cho nên nó nằm giá cũng rất là cao nha. Form thì tốt, ok rồi. Phía sau nó là con mái phân si ghét. Con sẽ dắt like nữa thân heo bồi. Nửa thân heo bồi nha. Rồi kế tiếp, đây là con Hắc Mun vàng ha. Mun vàng nó cũng hơi tựa tựa giống con súp tơ vàng ha mọi người, mà phiên bản đuôi dài ha, vàng full thân luôn. Đó, không bị lem màu khác ha, đuôi cực kỳ to luôn. Con này là hàng sale luôn nha. Là hỏi là nói là đáng lẽ là nó phải nằm ở giá 60, mà lâu lâu bên em bỏ xuống hàng dòng Hắc Mun màu lạ cho mọi người sẵn hàng ha. Phía sau nó là con mái của dòng Hắc Mun dòng vàng ha. Mun dòng vàng nha mọi người. Đảm bảo con này lên mà có anh khác mua là mấy anh mua không được là hỏi hoài luôn. Đuôi cực kỳ to luôn. Thì mà mấy cái con mà đuôi to to vậy mọi người, ở ngoài shop khác thì bán khoảng cho chừng 100-120 một con. Rồi kế tiếp đây là con phân si ghét thịt nha. Đuôi con này viền cũng rất là đẹp, nhưng mà form nó hơi bị ra form dài chút xíu. Đó, đuôi cực kỳ đẹp. Dưới khi một cái đuôi mọi người sẽ thấy ở phía dưới nó bị rách ra mọi người. Đó, bị rách tách ra ha, tách ra nhẹ xíu. Đó, thân thì đỏ cực kỳ đậm luôn. Tại vì do mấy con này nè mọi người, nó thấy không, chưa chân thấy nó lanh chanh mà nó hay nhảy qua những cái ô này nè. Ô gì mà nó vẫn nhảy được nè. Nhảy qua nó đá ha, phía sau là con mái chung nhầm nó luôn. Con mái thì nó sẽ phối cái hằng lông đen nha, nói hằng lông đen. Rồi kế tiếp đây là dòng phân si ghét cooper ha. Con này mọi người sẽ thấy là form cũng rất là ok luôn. Đó, màu đỏ cũng cực kỳ đậm luôn. Vậy cooper trắng nửa hằng nha. Thì nó cũng là heo cái dạng nó hơi bị hiếu màu, phần cái viền nè, mấy cái viền ha mọi người cũng thấy ha, mấy cái viền đuôi ha. Rồi phía sau nó là con mái phân si ghét cooper luôn, và cooper của nó là cooper xe 7, là 7 trắng xám nha mọi người, trắng xám nha. Rồi kế tiếp đây là con coi ghét galaxy thân candy ha mọi người, full thân candy luôn nha. Con này full thân candy mà màu cũng cực kỳ đậm, nó dạng như nó không có bị bọc hết màu đỏ, nó còn trường màu đỏ là nhìn thấy rất là sáng nha mọi người. Phía sau nó là con mái coi ghét galaxy luôn. Con mái thì nó lên đốm đen với đốm và trắng nhìn rất đẹp, mùi thân bông ha, chống mái nha. Rồi qua cặp kế tiếp, hồi nãy giờ chưa có phân si cam ha, giờ có phân si cam mọi người. Phân si cam cooper ha. Con này thì cái nền cooper của nó là nền trắng xám luôn nha, trắng xám mà nền xám nó nhiều hơn bông trắng ha, nhìn thân rất là đậm. Đầu thì nó cam đậm dừa nha, cam đậm dừa trong đậm lắm ha, cho cái nền từ phía sau nó sáng hơn. Ở cái đuôi con này mọi người sẽ thấy là nó hơi bị nhọn chút xíu hả, hơi bị nhọn chút xíu ha. Form thì trên từ đầu đến đuôi, trên đầu đến góc đuôi thì nó đã là rất là tốt rồi, chùm cái đuôi, cái bầu đuôi thì nó hơi bị nhọn chút xíu. Phía sau nó là con mái dòng phân si ghét thịt ha, cái thịt cũng hằng non đen nhẹ thôi. Cái con này thì mọi người có thể, mái này mọi người có thể cũng phối với cái con trống 254 được nè. Rồi kế tiếp đây là dòng gồng đen ha mọi người. Đó, hồi nãy giờ có gồng đỏ, gồng vàng, gồng đen, thôi hôm nay clip có 3 dòng gồng luôn. Gồng đen ha, form rất là tốt luôn nha mọi người. Đó, thì hôm bữa em cũng đã nói về cái đợt cá đầu về thì bên em sẽ 5 lần sale giá 29k ha. Thì sale đủ hết mọi người, hết hàng rồi. Đó, giờ hàng nó trở về nhập về giá cũ ha, là 40.000 một con. Thì bình thường mọi người cũng biết theo dõi rất nhiều á, thì giá gồng đen hồi đó thì nó cũng sẽ nằm tầm giá là 60k. Gồng đen, gồng đỏ, super cũng giá 60k một con hết. À, bây giờ thì tại vì bên trại làm nhiều ha, làm nhiều cá nhập về số lượng lớn cho nên bán lại giá tầm trung cho mọi người dễ chơi ha. Tại mấy dòng này cũng dòng truyền thống ha mọi người. Rồi kế tiếp đây là con phân si ghét thịt luôn ha. Hôm nay phân si ghét thịt cũng nhiều ha mọi người, 3-4 con nữa ha. Phía sau nó là con mái chung nhầm luôn, con mái phía sau thì nó không có lai thằng đen luôn nè, full đỏ luôn.
phối với con 254 cũng được luôn. Nếu anh em thích phối mà cho dòng sao nó ra màu nào thì mình cứ kiếm hai con máu hồi đó mình phối vô chung ha. Rồi cặp cuối cùng, đây là dòng Conemo Galaxy ha. Con này mọi người sẽ thấy cái nền nó rất là sáng, còn sáng hơn mà form nó còn hơi mini, nằm khoảng cái chừng 3 xăng ha. Phía sau nó là con máy của dòng chung dòng luôn, và con máy thì nó sẽ là Light Galaxy của Hang Candy, màu gì nhìn rất là sáng ha. Galaxy nhìn rất là sáng, mọi người thấy nền máy như sao sáng hơn nền trống nữa. Rồi những dòng cá hôm nay mọi người mua hàng, mọi người sẽ bấm vào trong cái đường link ở trong phần mô tả video mọi người đang xem ha, sẽ có một cái đường link mình dẫn lên trên trang Shopee nha. Shopee thì nó sẽ hiện lên cái những mã số tương ứng như em đang quay vậy ha. Đó, mọi người cứ bấm vô, ví dụ như em mua con này đi 255, mình muốn mua con phía trước không thì mình bấm 255, mình chọn phía trước ha, phía trước và chống phía sau là máy. Mua một con ấy thì quá đơn giản rồi, mua một con thì mình chỉ bấm mình mua ngay thôi. Còn nếu anh em nào mua nhiều con cùng một lúc á thì chúng ta phải thêm vào hàng, thêm một cái bước nữa ha, là thêm vào hàng, sau đó chúng ta mới vào hàng chúng ta bắt mua tất cả ha, thì lúc đó mới được đi chung đơn thì nó sẽ được rẻ hơn. Em thấy hổng gài có mấy hai bữa rồi, có nhiều anh em không biết tại sao lại mua riêng đơn. Không biết tại vì sợ xăng không kịp hay là không biết bấm vô thêm gì vỏ hàng ha mọi người. Thấy mua riêng đơn mà mỗi lần riêng gì hết được. Ví dụ mà anh em mà có mã phí ship thì nó còn dễ ha, thì nó còn rẻ, nhưng mình không có tính tiền ship thì nó dễ mua riêng đơn thì bình thường không có sao hết. Còn mà không có mã phí ship thì một đơn nhưng nó tính một lần ship ha mọi người, rất là tốt phí ship ha. Cho nên mọi người mua theo em hướng dẫn nha. Rồi video này của em nên kết thúc, hẹn gặp mọi người vào những video khác. Chào mọi người. Hôm nay em lên cho mọi người là 7 con cá VIP nha mọi người. Đó, dòng danh ha. Dòng này hiện cá này siêu to luôn. Hả? Con này mấy con này thì lên đốm rất là đẹp luôn. Lên đốm nhiều luôn ha mọi người, full hết trơn luôn rồi. Đầu tiên con này thì là nó nhìn cái màu nó cũng giống là demo ha mọi người. Lên full, nói chung cái dòng này mới ra. Em cũng chưa có biết về cái dòng này nhiều lắm, nói chung nếu anh em nào mà biết rồi thì có thể là tham khảo mua hàng ha mọi người. Đó, thì cái ô kính này là tầm khoảng là 10 xăng ha mọi người. 10 xăng thì anh em nào muốn biết xây con cá thì mình cứ nhắm theo cái ô cá này ha. Một cái ô thì là 10 xăng từ đây đến đây. Đó, thấy con cá bơi ngang khoảng bao nhiêu mình nhắm từ đầu con cá đến đuôi con cá ha. Để em quay cho mọi người xem 7 con ha. Thì cái đợt cá VIP này thì trong cái phần mô tả video thì nó sẽ có cái đường link mà để là cá VIP luôn nha mọi người. Mọi người bấm vô đó thì mua mấy con bên đây ha, sẽ có hiện giá tiền trên đó luôn. Nếu mọi người muốn biết giá tiền hiện trên đó luôn ha mọi người. Hồi nãy là con B1 ha, đây là B2. Đó, mua theo mã số luôn nha, giống như mấy cái giờ đợt cá kia luôn ha. Con này thì em thấy nó có cái nền mà bông Galaxy nè. Đó. Cái nền bông của nó ở dưới nó cũng like cũng rất là đẹp nè, giống cái dòng Tiger ha. Rồi, tiếp tục đây con B3. Con B3 này thì nó khác chút xíu rồi, cái nền hăng của nó like nền Galaxy nữa hăng rồi ha. Rồi, con B4 nha mọi người. Đây, B4 thì nó nhìn nó giống cái nền màu của coi hơn ha, Conemo. Mà cái dòng mà like của cái thằng mà Candy ha. Để về lên mạng Google coi để tham khảo những dòng này để biết review cho anh em ha. Chứ mua lạ quá, không biết nói gì giờ. Nên nếu anh em nào mà hay kêu em yêu cầu em lên mấy dòng này là chắc anh em đó cũng có tham khảo nhiều rồi, có chơi nhiều ha, chắc cũng biết dòng này rồi. Cho nên em quay, nếu mọi người thấy con nào đẹp ok mình có thể lên mua tham khảo ha mọi người. Đó, thì con này là con máy nè em biết con này là con máy, là nãy là tất cả đều là trống ha, nó hang cuối là con máy nha mọi người. Đó, nếu mọi người là muốn ép á thì mình có thể mua con máy và mình ép chung với con trống ha. Đó, con B7 cũng là máy luôn. Rồi mình xem lại một lần nữa ha. B6 ha, đây B5, đây B4, rồi con này là V3, này V2 ha, V1,